hiện nay dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, cùng với đó nguy cơ mầm bệnh từ bên ngoài thành phố. Theo nghị quyết số 08, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch, khắc phục tình trạng chặt ngoài lỏng trong. Đặc biệt công tác tuần tra kiểm soát phải được chú trọng hơn nữa, tổ chức kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả các chốt kiểm soát ở khu vực giáp ranh với các địa phương khác. Các tuyến giao thông, các chốt kiểm soát trong khu vực nội thành tại các khu dân cư, đồng thời tổ chức các lực lượng cơ động tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, vừa hỗ trợ xử lý các vụ việc vượt quá thẩm quyền của các chốt kiểm soát, phát huy cao độ vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng. Kêu gọi người dân và phát động phong trào tự giác, thông báo những người về từ vùng dịch không khai báo, không cách ly tập trung theo quy định.